Trong tuyến điểm của hành trình cung đường biển huyền thoại do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô và hơn 30 doanh nghiệp du lịch tổ chức, có điểm đến là khu chứng tích Sơn Mỹ với diện tích 2,4 ha nằm ở xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, cạnh tỉnh lộ 24B từ thị xã Quảng Ngãi đi Sơn Mỹ, Mỹ Khê, Sa Kỳ và cách cụm di tích Ruộng Ông Nhiều, Tháp Canh, đường làng khoảng 400 mét. Di tích nằm tách biệt với nhà dân, bao gồm các di tích gốc đã được bảo tồn tôn tạo và các công trình về sau này mới được xây dựng như nhà trưng bày bổ sung, nơi tiếp khách, tượng đài, tượng vườn. Bên cạnh giá trị lịch sử, khu di tích Sơn Mỹ là nơi tưởng niệm 504 đồng bào ta đã ngã xuống. Sơn Mỹ còn có giá trị về du lịch, nằm trong tuyến du lịch Thiên Ấn, khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, Châu Sa, Sơn Mỹ, Mỹ Khê, Dung Quất. Hàng năm có hơn 5 vạn người đến Sơn Mỹ tham quan. Tiếp tục hành trình trên cung đường biển về phía Quy Nhơn, đoàn ghé thăm cánh đồng muối Sa Huỳnh. Làng muối Sa Huỳnh nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đức Phổ, cách thị trung tâm thành phố chừng 60 km. Sa Huỳnh có bãi biển đẹp và từ lâu nổi tiếng là vựa muối quan trọng ở miền Trung. Hiện nay, làng muối Sa Huỳnh có khoảng 550 hộ dân, 2.000 nhân khẩu, theo nghề làm muối với diện tích sản xuất là 116 ha. Hàng năm, làng muối Sa Huỳnh cung cấp cho thị trường từ 8.000 đến 9.000 tấn muối. Đến với Sa Huỳnh, du khách không chỉ được trải nghiệm thú vị trên đồng muối Sa Huỳnh, mà còn có dịp tới thăm nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, như bãi biển trung tâm ở Sa Huỳnh. Đến với mảnh đất Bình Định, đoàn khảo sát hệ thống lưu trú nhà hàng Hoàng Yến, gồm 2 khách sạn 3 sao, 1 khách sạn 4 sao, tọa lạc tại trung tâm và ven biển Quy Nhơn. Với quy mô lưu trú tổ chức sự kiện lớn lên đến hàng ngàn người. Một cái điều mà rất là hạnh phúc, đón đoàn đến với Bình Định, một thành phố tỉnh phố biển. Và hy vọng là tất cả những cái gì tài nguyên của Bình Định đem đến du lịch của Bình Định, đem với tất cả các cái đoàn du khách đến từ Hà Nội và các xác thì sẽ có nhiều cái sản phẩm quảng bá đến cho tất cả các công ty và du khách ở cả nước. Và đặc biệt là đoàn du lịch Hà Nội đến hôm nay, nó mang đến một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời, đã sự gắn kết giữa cái vùng biển Quy Nhơn Bình Định đến với đồng bào và các du khách từ Hà Nội. Và hy vọng các thành viên của Hội Bảo du lịch Bình Định sẽ tiếp đón và cũng như tạo những cái sản phẩm tốt nhất để đưa cho du khách những trải nghiệm tốt nhất và phục vụ tốt nhất đến với Bình Định. Mà cái an toàn và cái điểm nhấn mạnh nhất khi đến với Bình Định là điểm đến an toàn, thân thiện và sạch sẽ. Vùng đất Quy Nhơn Bình Định được thiên nhiên ưu ái ban cho vô vàn những danh lam thắng cảnh đẹp say lòng người. Kỳ Co nằm dưới chân núi Phương Mai thuộc xã đảo Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn tầm 20 km, là điểm đến vô cùng hoang sơ nên giữ được vẻ đẹp tinh khôi. Với khí hậu trong lành, phong cảnh đẹp, những người dân địa phương luôn thân thiện, hiếu khách, Kỳ Co là lựa chọn lý tưởng để du khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cái điểm Kỳ Co thì là một trong những cái điểm mà du lịch khá là nổi tiếng và hấp dẫn đối với những du khách mà biết đến cái điểm Kỳ Co, vì đây là một cái điểm du lịch biển khá là nổi tiếng, có phong cảnh rất là đẹp và khách du lịch tìm đến khá là nhiều. Thì đây cũng là một trong những cái điểm đến hấp dẫn và nằm trong cái chương trình kích cầu du lịch ưu tiên người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Câu lạc bộ du lịch Thủ đô cũng có tổ chức cái chương trình farm trip đến với Kỳ Co để khảo sát và đánh giá các cái địa điểm tại khu du lịch Kỳ Co để nhằm mục đích là có thêm những cái sản phẩm và có thêm những dịch vụ mới để phục vụ cho tới tốt hơn cho du khách trong cái thời gian kích cầu du lịch sắp tới ạ. Eo gió Nhơn Lý là một địa danh đầy nắng và gió với cảnh quan hoang sơ và kỳ vĩ, tiêu biểu cho vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất Quy Nhơn. Eo gió Nhơn Lý, độc đáo từ tên địa danh cho tới vẻ đẹp lãng mạn mà nên thơ, đã làm siêu lòng rất nhiều du khách từng một lần ghé thăm.
Dưới chân eo gió là bãi đá đẻ, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo. Trải nghiệm đường đi bộ ở eo gió, thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt mỹ thắng cảnh eo gió hoang sơ và đẹp ngỡ ngàng, nơi được mệnh danh là ngắm hoàng hôn và bình minh đẹp nhất Việt Nam, là thiên đường check-in của giới trẻ. Eo gió, một địa điểm check-in tuyệt vời ở Quy Nhơn, chỉ cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Nếu có dịp thì